chào, lại là Trang đây và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì Trang sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng trà lá sung tốt nhất. Thì nếu như bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ điểm danh sơ lược về một số những cái tác dụng nổi trội của trà lá sung. Lá sung thì rất là gần gũi và thân thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta rồi đúng không ạ? Không ai là không biết đến lá của cây sung đúng không ạ? Thì khi mà bạn sử dụng trà lá sung thì bạn có thể sử dụng dạng tươi. Chúng ta có thể sử dụng cái dạng tươi của lá sung hoặc là cái dạng phơi khô đều được hết mọi người ha. Đây là lá sung phơi khô và đây là lá sung tươi, chúng ta dùng cái dạng nào cũng được hết. Thông thường thì phơi khô, sấy khô thì chúng ta sẽ để và chúng ta sẽ dùng lâu hơn và bảo quản dược liệu sẽ tốt hơn. Thì lá sung là rất gần gũi và thông thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta rồi. Và khi sử dụng trà lá sung, dù ở dạng tươi hay là dạng khô, nó đều mang đến rất nhiều những cái tác dụng tốt cho sức khỏe. Thì bây giờ điểm danh cùng với trên một vài những cái tác dụng nổi trội từ trà lá sung mang đến cho các bạn nhé. Tác dụng đầu tiên mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là cực kỳ tốt cho tim mạch. Bởi vì trong trà lá sung nó rất giàu hàm lượng kali và nó rất tốt cho những người đang gặp vấn đề về huyết áp cao. Thì khi mà chúng ta sử dụng trà lá sung hợp lý, an toàn thì nó giúp cho mọi người ổn định được huyết áp nè. Từ đó nó sẽ hạn chế được những cái vấn đề về tim mạch nữa. Cho nên là ổn định huyết áp là một trong những cái tác dụng đầu tiên mà trà lá sung mang đến. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mọi người giảm cholesterol trong cơ thể, giảm luôn triglycerides đó mọi người ha. Cho nên khi uống trà lá sung thì sẽ hạn chế được những cái vấn đề về tăng cholesterol trong cơ thể rất tốt và hạn chế được những cái thành mạch của chúng ta nó bám những cái mỡ thừa đó, nó làm thông thoáng cái thành mạch hơn. Do những cái cholesterol nó đã được đào thải, nó được giảm đi rồi đó, thì khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ rất tốt cho sức khỏe, ngăn được nhồi máu cơ tim và đột quỵ rất là tốt nữa. Kèm theo đó thì nó cũng giúp cho mọi người ổn định được cái lượng đường trong máu rất là tốt, cho nên mang đến cái hiệu quả tốt cho sức khỏe của tim mạch một cách tổng thể nhất khi mà bạn sử dụng trà lá sung. Tác dụng thứ hai, nó giúp bạn bảo vệ chức năng gan rất là tốt luôn. Thì bạn muốn bảo vệ cái lá gan của chúng ta khỏe mạnh cùng với một cái loại dược liệu gần gũi và thân thuộc thì bạn có thể nghĩ ngay đến trà lá sung bạn ha. Thì trà lá sung nó sẽ giúp cho mọi người bảo vệ chức năng gan, tăng cường cái chức năng gan của mình lên, tăng cường cái khả năng thải độc của gan nè. Ngoài ra thì nó thâm nhiệt làm mát cơ thể nữa, cũng như là giảm được cái tình trạng vàng da. Thì khi bạn sử dụng trà lá sung thì nó rất là tốt cho những cái tế bào gan của chúng ta. Cho nên là bạn muốn bảo vệ chức năng gan thì hãy tham khảo trà lá sung các bạn ha. Tác dụng thứ ba, giúp cho mọi người ổn định được cái lượng đường trong máu và rất tốt cho những người gặp vấn đề về bệnh lý đái tháo đường. Khi mà chúng ta gặp vấn đề về bệnh lý đái tháo đường thì cần kiểm soát được cái lượng đường trong máu rất tốt đúng không ạ? Nếu như kiểm soát lượng đường trong máu không tốt á, thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng về sau rất là nhiều luôn. Khi mà bạn sử dụng trà lá sung hay là những cái chiết xuất từ lá sung á, thì nó sẽ hạn chế được những cái vấn đề là tăng cái lượng đường huyết sau khi ăn rất là tốt. Cho nên là những bệnh nhân đái tháo đường, bạn hoàn toàn có thể sử dụng trà lá sung đưa vào trong cái khẩu phần ăn của mình, cũng như là hỗ trợ trong cái quá trình điều trị bệnh lý đái tháo đường tốt hơn. Tác dụng thứ tư, cực kỳ có lợi cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Bởi vì trong lá sung rất là giàu chất xơ mọi người nha, cho nên là nó sẽ cung cấp một cái lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là những cái chất xơ hòa tan, thì nó sẽ cung cấp được cái thức ăn như là probiotic cho những cái lợi khuẩn ở đường ruột nè, hạn chế được những cái tình trạng táo bón, đầy hơi, khó tiêu, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng trà lá sung. Tác dụng thứ năm, hỗ trợ giảm cân rất tốt. Từ việc là hạn chế sự tích lũy những cái mỡ thừa, hạn chế tăng cái lượng đường trong cơ thể,
tạo nên một cái cảm giác no lâu, cung cấp một cái lượng chất xơ dồi dào, nó sẽ giúp cho mọi người giảm cân rất là tốt. Và muốn giảm cân thì phải kết hợp từ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và luyện tập thích hợp nữa, thì nó sẽ mang đến cái hiệu quả giảm cân tích cực nhất. Thì đây là một trong những cái loại trà kèm theo trong cái quá trình giảm cân, nếu như bạn yêu thích cái lá sung mà khi chúng ta sử dụng. Tác dụng thứ 6, nó sẽ giúp cho mọi người ngăn ngừa ung thư. Bởi vì những cái hợp chất chống oxy hóa dồi dào có trong lá sung, nó rất có lợi cho sức khỏe. Khi mà chúng ta sử dụng, nó ngăn sự hình thành của những cái gốc tự do nè, hạn chế những cái vấn đề gây viêm và những cái vấn đề về nhiễm khuẩn, cho nên là nó sẽ hạn chế được những cái vấn đề về ung thư rất tốt, như là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, vân vân các bạn ha. Thì nó sẽ ngăn ngừa rất là tốt. Còn nếu như bệnh nhân đã gặp vấn đề về ung thư rồi á, mà muốn sử dụng lá sung thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ y học cổ truyền giúp Trang ha. Cho nên những ai gặp vấn đề về tăng cholesterol hay là tăng cái lượng đường trong máu, hoặc là bạn bị tăng cái men gan trong cơ thể, thì nên sử dụng trà lá sung, bởi vì nó rất tốt cho sức khỏe. Thì đó là những cái tác dụng điển hình nhất mà chúng ta có thể tìm hiểu cùng với Trang về những cái tác dụng tuyệt vời này. Muốn bảo vệ sức khỏe tốt nhất cùng với những cái loại dược liệu gần gũi và thân thuộc thì chúng ta phải biết cách sử dụng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta biết cách dùng rồi á thì nó sẽ mang đến rất nhiều những cái hiệu quả cực kỳ có lợi cho sức khỏe luôn. Thì đó là những cái tác dụng tuyệt vời từ trà lá sung mà Trang chia sẻ đến các bạn. Có thể sử dụng lá sung phơi khô hoặc là lá sung tươi đều được hết các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, hướng dẫn cách nấu trà lá sung và cách sử dụng tốt nhất. Rồi, hiện tại trước mặt Trang đang có lá sung tươi và lá sung phơi khô. Thì bạn có chi dùng nấy ha. Nếu như bạn nấu trà lá sung tươi á, thì chúng ta sẽ dùng từ 30 đến 50 gram. Tùy thuộc vào các bạn ha. Chúng ta nấu cho 500 hoặc là 1 lít nước uống trong một ngày. Nếu như bạn dùng lá tươi thì chớ giúp Trang là từ 30 đến 50 gram. Còn nếu như bạn dùng lá khô á, thì chúng ta dùng từ 10 đến 15 gram lá khô thôi để chúng ta sử dụng các bạn ha. Thì bây giờ chị sẽ cân cho mọi người cái lá khô. Đây là một bụng tay của Trang nè, 12 gram. Đây là 15 gram nè mọi người ha, 15 gram cái lá sung phơi khô nè. Chúng ta thấy nó rất là kình kềng đúng không ạ? Bạn nấu 15 gram là được rồi, cho khoảng một cái nắm tay mà khi chúng ta bóp chặt vào nè. Đó, khi mọi người bóp chặt vào trước một lá rồi. Đó, thì như chúng ta bóp chặt lại là một cái nắm tay của chúng ta nè. Nấu cho nửa lít nước hoặc là một lít nước và chúng ta uống trong một ngày. Thì hôm nay chị sẽ hướng dẫn cái lá sung phơi khô ha, cho chị nấu một loại thôi. Còn lá sung tươi thì bạn sẽ dùng từ 30 đến 50 gram. Còn không thì bạn lấy một cái nắm tay cũng được rồi. Rồi khi mà nước đã đun sôi lên thì mọi người nhớ chần lá sung sơ qua giúp Trang ha. Chúng ta chén sơ qua để loại bỏ bớt những cái bụi bẩn đó. Rồi ở đây Trang còn 0,6 lít nước nè. Và 600ml đó mọi người. Rồi mọi người chần sơ lá sung ra nha, để loại bỏ bớt những cái bụi bẩn ở trong đó đó. Hoặc là chúng ta mang rửa trước rồi chúng ta đi nấu cũng được. Khi mà chúng ta phơi thì chúng ta cũng nhớ là rửa sạch đi, là bạn phơi khô, phơi trên vàng cao á, thì nó cũng hạn chế được những cái bụi bẩn ha. Thì ở cái phần phơi ở nhà Trang rất là kỹ rồi, cho nên là mình trần sơ qua là được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng
cho vào bình và chúng ta hãm trong vòng 5 phút là sẽ có được cái trà lá sung rồi mọi người ha. Giờ Trang thấy rất là tiện lợi nếu như mà chúng ta biết chăm sóc sức khỏe của mình cùng với những cái loại dược liệu á, và chúng ta sử dụng đúng cách, đừng có lạm dụng á, thì nó cực kỳ có lợi cho sức khỏe luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nấu trong vòng 5 phút để có được trà lá sung mọi người ha. Rất là đơn giản đúng không ạ? Và ai cũng có thể thực hiện được cho mình ngay tại nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nấu trà lá sung. Và một xíu nữa khi nó thành phẩm thì chị sẽ mời cả nhà của chúng ta cùng thưởng thức với Trang ha. Ở đây Trang cũng cân thử 50g lá tươi cho mọi người xem luôn coi bao nhiêu nha. Ba mươi gram này mọi người, 30g thì chúng ta thấy ở đây là nó có hai đọt lá sung nè, thì nếu như vậy sử dụng lá sung tươi thì chúng ta dùng từ 2-3 đọt là được rồi. Bạn hái như trên nè, lá không quá non cũng không quá già là chúng ta có thể sử dụng được. Còn nếu như chúng ta có lá non nhiều quá chúng ta dùng thì nó rất tốt rồi. Đừng có hái lá già quá mọi người ha. Rồi, hoặc là chúng ta phơi khô chúng ta để dành dùng dần cũng được. Thì đó là cái cách nấu trà lá sung đơn giản nhất. Thì mỗi ngày bạn có thể uống được từ 0,5 lít đến 1 lít nước trà lá sung cho một ngày cho một người các bạn ha. Và nhớ là dạng tươi thì dùng từ 30 đến 50 gram. Còn dạng khô bạn dùng từ 10 đến 15 gram thôi. Thì đó là cái cách để giúp cho mọi người có thể sử dụng được. Còn không thì chúng ta định lượng một cái nắm tay vừa của chúng ta là chúng ta nấu được rồi. Thì đó là cái cách đơn giản nhất cho mọi người có thể áp dụng ngay tại nhà của mình. Nhớ là không uống thay nước lọc hàng ngày các bạn ha. Và trà lá sung này chúng ta có thể uống trước ăn hay là sau ăn đều được hết. Bạn hoàn toàn có thể thưởng thức khi còn ấm hoặc là uống lạnh đều được hết mọi người ha. Thì ở đây trên không có hướng dẫn kết hợp bất kỳ các loại dược liệu nào hết, cho nên là cả nhà chúng ta cần lưu ý giúp Trang ha. Thì Trang chỉ chia sẻ về cái cách sử dụng đơn thuần thôi. Nếu như bạn muốn giảm mỡ máu, bạn muốn hạ men gan, bạn muốn hạ huyết áp, kiểm soát tốt cho bệnh lý đái tháo đường, thì trà lá sung là một trong những cái lựa chọn tuyệt vời. Thì khi mà bạn sử dụng trà lá sung trong việc hỗ trợ điều trị sỏi thận á, thì sỏi của chúng ta phải nhỏ dưới 5mm các bạn nha. Còn lớn á, thì khi uống nhiều nó lợi tiểu, nó có thể gây tắc nghẽn và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Cho nên là chỉ sử dụng cho những cái trường hợp sỏi nhỏ thôi. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta sử dụng tốt hơn ha. Nè, các bạn nhìn thấy cái màu của trà lá sung nó rất là đẹp luôn. Nó có cái màu xanh lá. Khi mà chúng ta nấu như vậy nè, chúng ta hãm trong vòng 5-10 phút là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Bạn chắc lấy cái phần nước, bỏ cái phần lá đi nha. Thì không để cho mọi người chờ lâu nữa, bây giờ chị sẽ rót trà lá sung ra cho tất cả mọi người chúng ta xem nha. Để càng lâu thì cái màu nó càng đậm hơn thôi. Và nhớ là đừng có để nó ngâm trong đó lâu quá mọi người ha. 5-10 phút thôi rồi chúng ta phải chắc ra lấy phần nước. Đây. Cái mùi rất là thơm luôn. Đó, đây là trà lá sung của chúng ta đây. Mọi người nấu 1 lít nước để uống trong một ngày cho một người là rất tốt rồi đó. Đây là trà lá sung. Cái màu rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cái mùi nó cũng rất là thơm nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng Trang thưởng thức coi cái hương vị của trà lá sung thì nó sẽ như thế nào. Trang rót ít ra để cho nó nhanh nguội á. Trang mới nấu nó nóng lắm mọi người, uống vào là nó phỏng lưỡi luôn. Như con sáo nó lột lưỡi thì nó còn nói chuyện được, còn mình lột lưỡi là mình nghĩ nói chuyện luôn đúng không ạ?
cái vị ngọt nhẹ nhẹ mọi người ha. Hơi chua chua chát chát, nhẹ thôi chứ nó không có quá đậm đâu khi mà chúng ta thưởng thức đó. Và cái hương vị từ cái loại lá sung nó sọc lên mũi của chúng ta nó rất là thơm luôn. Nó rất là dễ uống lên. Cho nên là bạn muốn uống trà lá sung hay là bạn muốn nấu nước lá sung để bạn uống, bạn dùng dạng tươi hay là dạng khô đều được hết, rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Rất là ngon luôn, mọi người có thể sử dụng cho mình ha. Để chen gót ra để thêm một xíu nữa cho thấy nguội. Đối với những người khỏe mạnh bình thường, một tuần bạn uống khoảng từ 2 đến 3 lần cũng được. Còn nếu như bạn muốn uống mỗi ngày cũng được, các bạn ha, nấu đúng như cái lượng nước mà Trang chia sẻ đó. Đừng có uống thay nước lọc hàng ngày là được rồi. Chúng ta uống như vậy thì nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của mình luôn. Thì đó là cái cách làm và cái cách sử dụng rất là đơn giản các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3, những lưu ý cần thiết khi sử dụng trà lá sung. Khi mà chúng ta sử dụng trà lá sung, mặc dù rất là gần gũi và thân thuộc đúng không ạ? Lá sung tươi này chúng ta có thể ăn cùng với nem chua, nem thính hoặc là nem nấm, hoặc là chấm với cá kho, thịt kho. Chúng ta sử dụng hay là ăn kèm với những cái món gỏi, những cái món mà luộc mà chúng ta cuốn rau đó thì nó rất là ngon luôn, ăn với bánh xèo cũng rất là ngon. Còn nếu như chúng ta không thích ăn á, thì chúng ta sẽ nấu với cái dạng nước để chúng ta sử dụng. Thì bạn đừng có uống thay nước lọc ha. Mỗi ngày một người có thể uống từ 500 đến 1 lít trà lá sung là được rồi. Chúng ta có thể uống ấm nè, chúng ta có thể uống lạnh tùy thích các bạn nha. Rồi, đó là cái cách sử dụng rất là đơn giản. Bạn có thể uống trước hay là sau ăn đều được hết, không quan trọng. Và tuyệt đối không uống cùng với bất kỳ các loại thuốc nào khi mà chúng ta đang sử dụng thuốc. Nếu như bạn đang dùng thuốc điều trị cao huyết áp hoặc là tiểu đường, tim mạch hay là những cái loại thuốc điều trị bệnh lý khác thì không uống cùng lúc với trà lá sung. Lưu ý giúp Trang ha, cách xa 2 tiếng đồng hồ. Rồi, chúng ta lưu ý giúp Trang là những người có huyết áp thấp thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng trà lá sung, bởi vì nó có tác dụng là hạ huyết áp, cho nên là chúng ta cần lưu ý để tránh trường hợp huyết áp của bạn hạ quá mức ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Rồi, những người bị bệnh lý tái tháo đường đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường mà nếu như bạn uống cùng lúc thì cái lượng đường nó hạ quá mức thì nó cũng nghiêm trọng đối với sức khỏe, cho nên chúng ta cũng cần lưu ý không uống cùng lúc nữa các bạn ha. Cho nên là Trang mới nói là nếu như chúng ta đang sử dụng bất kỳ cái loại thuốc nào thì phải cách xa ít nhất là 2 giờ khi sử dụng trà lá sung. Phụ nữ mang thai thì hạn chế sử dụng các bạn ha, bởi vì Trang không biết được cái tính an toàn của nó như thế nào trên trường hợp người phụ nữ đang mang thai, cho nên là tốt nhất chúng ta đừng có sử dụng thì để an toàn hơn. Còn nếu như bạn uống để hỗ trợ điều trị sỏi thận thì chúng ta phải nhớ là sỏi phải nhỏ hơn 5mm, còn nếu lớn hơn 5mm trở lên thì chúng ta không sử dụng để tránh trường hợp tắc nghẽn và ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Những bệnh nhân bị suy thận thì chúng ta không sử dụng các bạn ha. Thì trà lá sung có tác dụng ngăn ngừa ung thư rất là tốt, nhưng đã bị ung thư rồi thì chúng ta phải điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nếu như bạn muốn sử dụng thì chỉ kèm theo nó như là một cái thực phẩm bổ trợ trong chế độ dinh dưỡng thôi, chứ nó không có tác dụng điều trị bệnh trong những cái trường hợp ung thư. Cho nên là các bạn cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang để khi mà chúng ta sử dụng trà lá sung á thì sẽ đạt được những cái hiệu quả tích cực nhất và an toàn nhất. Bạn có thể sử dụng dạng tươi hay là dạng khô đều được hết các bạn ha. Thì đó là những cái chia sẻ của Trang một cách tổng quát về những cái tác dụng tuyệt vời của lá sung mang đến và những cái cách dùng và những cái lưu ý cần thiết để khi mà mọi người sử dụng á thì sẽ dùng một cách an toàn nhất. Bởi vì ai cũng muốn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình hết đúng không ạ? Nhưng mà để sử dụng đúng cách và có người hướng dẫn cho các bạn là một trong những cái điều rất là quan trọng. Cho nên là chúng ta cần tuân thủ để chúng ta sử dụng tốt hơn. Và Trang hy vọng rằng với những cái kiến thức mà Trang chia sẻ trong video ngày hôm nay đó đã giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về những cái tác dụng tuyệt vời từ trà lá sung nè,
để mang đến cho chúng ta khi sử dụng sẽ đạt được những cái hiệu quả tích cực nhất. Và nếu các bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.